À, ý là đi đi cái nước kia, tại vì cái nước là cây kia thôi, cây nhậm sưng thôi, nhưng mà ấy là gì đó em rửa nó đưa cho thằng Lị thấy không đi thì khen đi thôi, ý là Ừ. thì đúng rồi đưa cho anh đi Chị lấy máy chưa? Chị lấy họ máy chưa? đúng rửa đó. Thì thôi, lấy năm chục thôi. Không lấy cả Ui đâu. ui Chị cháu cứ đổ luôn vào đi. bữa sáng em thấy nó bối chìm được. Em kêu lấy tiền rồi còn để nhớ lại lỗi của em mà không biết cả. Cả biết là lấy, cả chiều là không lấy. Em mượn cái cục sạc của ông Oanh có ở đây không ta? Ở Nhân chung thế sạc của em được rồi. không, sạc của ông Oanh nhanh lắm. Ở Đây đây phòng nó sạc nó đi này. cục sạc của chị nè. Không, đây đây xuống đây với máy chị hay xem số rồi chị không nhớ số máy nữa. Để đi mua cục sạc về đây mới quay mình. Thôi sạc nó lâu, ý là đem sạc ở nhà qua thì được, mua sạc nhanh ông dùng mấy cái này. em lên chế độ này Em ngưng em đi, lên em ngưng mấy ngày rồi em dùng lại em đây ạ. à Em đang đỏ chế sưng đi độ là này phải nó ngưng sẽ nha. như thế Ngưng đi rồi nào em khoảng 3 ngày rồi dùng lại. Chứ để như đi là phù mặt á. Ôi trời, da chi mà đụng cái là chúng muốn bay ra hết trời. Nhìn đã chê số 4. Đi sợ. Cũng này ghê quá, vuốt không được luôn á, vuốt lượn bay chỉ có móc thôi.
Ủa, chưa bánh à? À, quên lộn. Chả dai mà cây chưa bánh hả? Tại vì nó không màu trắng. Bình thường là màu đỏ mà ta. À, hèn chi mình nhìn mình thấy không quen. Kiểu quá, 8 phút mà đang mình nhìn chưa bánh. À, hồi nãy chưa bấm chứ chị lơ la này luôn. Không la mới lạ đó, hề hề. Thử thách bản thân luôn chứ. Hào kiếm mấy cái mặt như đây thôi. Rất mụn như rất chi. Máy Hà còn pin nhiều không rồi? Mà máy chị sạc cũng nhanh lắm Hà, sạc cái nó nhanh lắm. Sạc xíu 10 phút mà cũng đủ quay. Hai ba cái.
Thank you.